Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài ôn tập về hình học tiếp theo ở trang 174-175 sách giáo khoa toán lớp 3. Bài số 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu cm vuông? Các em khi làm bài này các em chú ý như sau. Cứ một ô vuông, mỗi ô vuông thì nó là 1 cm vuông. Như vậy ở hình A chúng ta sẽ đếm có bao nhiêu ô vuông được tô đậm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy diện tích hình A là 8 cm vuông. Cứ một ô vuông thì là 1 cm vuông. Vậy 8 ô vuông thì nó sẽ là 8 cm vuông. Các em như vậy chúng ta sẽ có như sau. Bài tập số 1. Diện tích hình A. Tám cm vuông. Sang diện tích hình B. Hình B thì các em xem thử người ta tô đậm mấy ô vuông đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy diện tích hình B là 10 cm vuông. Sang diện tích hình C. Các em cũng đếm số tam giác vuông thôi, số hình vuông thôi. Cứ mỗi hình vuông là 1 cm vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Như vậy, diện tích hình C là 18 cm vuông. Sang hình cuối cùng, hình D. Hình D thì em chú ý là cứ hai tam giác, hai nửa tam giác thì nó sẽ ghép thành hình vuông. Các em sẽ đếm số hình vuông trước, chúng ta đếm hình vuông nào. 1 hình vuông, 2, 3, 4, 5, 6 hình vuông này. Hai tam giác này ghép thành 7 này. Hai tam giác này ghép thành 8 này. Như vậy chúng ta có diện tích hình D là 8 cm vuông. Cùng dẫn lại, các em sẽ đếm số hình vuông trước. Chúng ta có 1 hình vuông, 2 hình vuông, 3, 4, 5, 6 hình vuông. Hai hình tam giác này ghép với nhau thành một hình vuông nữa là 7. Hai hình tam giác này ghép với nhau nữa thành hình vuông nữa là 8. Như vậy diện tích hình D là 8 cm vuông. Chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bạn nào chưa xong bài tập số 1 thì các em dừng lại để các em làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 6 cm. Hình vuông có cạnh 9 cm. Yêu cầu các em tính chu vi mỗi hình, so sánh chu vi. Tính diện tích mỗi hình và so sánh hai diện tích. Như vậy, đối với bài 2. Bài tập số 2 thì trước tiên các em sẽ đi tìm chu vi của mỗi hình nhé. Ta có chu vi hình chữ nhật là 4. Tìm chu vi hình chữ nhật, các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân 2. 12 cộng 6 bằng 18. 18 nhân với 2 bằng 36 cm. Tiếp theo các em tìm chu vi hình vuông. Muốn tìm chu vi hình vuông thì các em lấy một cạnh của hình vuông, các em nhân 4 lên, cũng bằng 36 cm. Như vậy cả hai hình này có chu vi đều bằng 36 cm. Vậy hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau. Hình chữ nhật và hình vuông có chu vi bằng nhau. Sang ý B. Ý B là các em đi tìm diện tích của các hình. Sau rồi các em sẽ so sánh xem thử diện tích của hình nào lớn hơn. Như vậy chúng ta có diện tích hình chữ nhật. Muốn tìm diện tích hình chữ nhật, các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng, tức là lấy 12 nhân 6. 12 x 6 bằng 72 cm². Tiếp theo các em sẽ đi tìm cho cô diện tích hình vuông. Muốn tìm diện tích hình vuông thì các em lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Như vậy bằng 81 cm². Thế nhìn vào đây thì chúng ta biết diện tích của hình nào lớn hơn chưa? Rõ ràng là chúng ta đã thấy là diện tích của hình vuông lớn hơn, đúng không? 81 thì lớn hơn 72 cm². Như vậy diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật. Vậy diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật. Vì sao? Vì 81 cm² thì lớn hơn 72 cm². Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 và bài tập số 2. Các em muốn biết lớn hơn bao nhiêu, cụ thể lớn hơn bao nhiêu thì các em có thể lấy 81 các em trừ đi 72, tức là diện tích hình vuông sẽ lớn hơn diện tích hình chữ nhật 9 cm thì cũng được. Hoặc là bạn nào kết luận là diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật thì cũng được. Cụ thể là lớn hơn bao nhiêu thì các em sẽ lấy là 81 trừ đi 72 bằng 9 cm. Tiếp theo chuyển sang bài tập số 3. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong thì các em có thể dừng lại một chút để các em làm cho xong nhé. Sang bài tập số 3 như sau. Em tìm cách tính diện tích của hình H có cái kích thước như người ta đã cho ở trong cái hình vẽ. Ở đây các em có thể chia hình H ra thành hai hình. Cô sẽ chia thành hai hình như sau. Như vậy cô sẽ chia cả cái hình H này thành hai hình. Hình vuông thứ nhất là hình vuông A, B, C, D, có cạnh là bằng 6, 6 thì hình này hình vuông. Hình tiếp theo là cô có cạnh này bằng 3, cạnh này bằng 3. Cạnh từ đây đến đây này, từ đây đến đây bằng 6, tức là đoạn từ đây đến đây bằng 6 đúng không ạ? Mà trừ đi cái đoạn này, cái đoạn này thì nó cũng chính bằng đoạn này thôi, bằng 3 thôi. Như vậy đây cũng là hình vuông. Cô đặt hình vuông này là MNPC. Vậy các em sẽ chia hình H ra thành hai hình vuông. Đấy. Như vậy ta chia hình H thành hai hình vuông là hình vuông ABCD và hình vuông MNPC. Các em chia hình H thành hai hình vuông. Thành hai hình vuông thứ nhất là hình vuông ABCD và hình vuông thứ hai là MNPC. Vậy muốn tìm diện tích hình H thì các em sẽ tìm diện tích của hai hình vuông này, các em cộng vào nhau thì sẽ ra được diện tích hình H thôi. Như vậy chúng ta có diện tích hình vuông ABCD. Muốn tìm diện tích hình vuông thì các em lấy cạnh nhân với cạnh, tức là nó sẽ bằng 36 cm vuông. Tiếp theo các em tìm cho cô diện tích hình vuông MNPC. Muốn tìm diện tích hình vuông thì các em lấy cạnh nhân chính nó. Sau đó đi tìm diện tích hình H thì em cộng hai hình vuông này với nhau thì chúng ta có diện tích hình H. Các em lấy 36, các em cộng với 9 bằng 45. Như vậy đáp số là 45 cm vuông. Các em có thể làm theo, các em không, nếu các em không chia như cô thì các em có thể chia thành hai hình chữ nhật. Các em kéo dài cái này ra để chia thành hai hình chữ nhật, một hình chữ nhật trên, hình chữ nhật dưới thì cũng được. Đấy, thì dù các em làm theo cách nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có một kết quả thôi, là bằng 45 cm vuông. Diện tích hình H. Đáp số 45 cm vuông. Chia thì các em chỉ cần nối, kéo dài cái đoạn từ đây xuống thôi, chúng ta chia. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm được bài tập số 3. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại, tiếp tục làm cho xong đi. Sang bài tập số 4 như sau. Cho 8 hình tam giác. 8 hình tam giác như này. Bằng 8 hình tam giác này các em sẽ ghép như thế nào, 8 hình tam giác này ghép như thế nào để ra cái hình người ta yêu cầu ở đây. Vậy cách làm như sau. Các em sẽ dùng thước, các em nối cái điểm. Các em nối điểm này với nhau. Đây chúng ta sẽ nối hai điểm này với nhau. Bên này các em cũng nối như vậy. Nối hai điểm này với nhau. Tiếp tục các em nối cái đoạn này này. Các em nối với đoạn này để chúng ta được một đường thẳng. Tương tự các em nối đoạn này với nhau để chúng ta được đường thẳng. Rồi. Bây giờ các em hãy đặt thước nối hai cái điểm này các em. Nối điểm này với điểm này này, đặt thước tại hai điểm này nhé. Đặt thước thôi. Đặt thước tại hai cái điểm này, hai điểm nào? Điểm này này với điểm này này. Nhưng mà chúng ta không nối từ đây sang mà các em chỉ nối từ đây này. Từ cái điểm nằm trên cái đường ở giữa này này, các em nối ra. Sang đây thôi thì dừng lại. Được chưa? Chúng ta không nối kéo dài đây đâu. Đấy. Như vậy các em đã nhìn ra được 8 hình tam giác chưa? Chúng ta có 8 hình tam giác thứ nhất này, tam giác thứ hai này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Bằng 8 hình tam giác đã cho, chúng ta đã ghép được thành cái hình theo yêu cầu của đề bài. Trên đây cô và các em đã vừa làm xong được cái bài ôn tập về hình học bài tiếp theo trang 174-175 sách giáo khoa toán lớp 3. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.